xin các vị một lần đến mái ấm mây ngàn để nhận thấy tại đây rất nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình. Xin các vị mở lòng hãy đến đây một lần. Dạ, ông chào ông. Giờ này ông ăn cơm chưa ạ? Dạ, ăn xong cơm. Rồi mới về ăn xong. Dạ. Dạ. Con tên Toàn, con đến đây con hỏi thăm thông tin. Rồi con rồi, con sẽ mở lòng kêu gọi Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy cô rất nhiều. Thầy cô ở đây có cuộc sống được giờ ổn định lắm. Dạ. Dạ. Ông tên gì ạ? Ông tên là Nguyễn Tấn Phát. Dạ, ông tên Phát. Quê ông ở đâu ạ? 60 tuổi. Dạ. Quê ông ở quê cha thì ở thành phố Hồ Chí Minh, quê mẹ thì ở Cao Lãnh. Dạ. Dạ, 80 Cao Lãnh. Con cảm ơn chú, ông sức khỏe. Chúc cho con được nhiều sức khỏe, mọi sự may mắn của gia đình luôn ha. Người ta thương về. Ấm mây ngàn tọa tại cầu Bà Nâu, quốc lộ 22B, ấp Cẩm An, Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km. Hải Toàn đến thăm vào tháng 7 năm 2022. Tại thời điểm này đang nuôi 144 cụ, bao gồm cụ liệt và những cụ tâm thần, và 76 em, có cả những em bại não. Hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Bên đây là nơi dành cho các cụ cũng như là các em bị liệt, cũng giống như là bị tâm thần nhẹ. Đây là khoảng mười mấy người. Ở đây thì mỗi phòng này thì mình có hai cụ. Mỗi phòng có khoảng hai cụ ở, bao gồm nhà vệ sinh. Các cụ rất minh mẫn và tỉnh táo, chỉ có điều sinh hoạt khó khăn. Đoạn này thì mình sẽ ra bên phía bên đây là nơi dành cho các em. Ở đây là hai khu vực nó riêng biệt. Ở chỗ này thì là nơi làm đồ ăn và nấu nướng. Một ngày thì mình sẽ nấu khoảng hơn 200 phần ăn dành cho các cụ và các em luôn. Thì ở đây thì có các cô bảo mẫu cũng như là các cô làm bếp. Thì chi phí một tháng ở đây cho mỗi người như vậy là 2 triệu tới 2 triệu rưỡi. Rồi, đây là khu vui chơi này. Rồi đây là phòng cho mấy em nhỏ, mỗi phòng như vậy thì tầm khoảng 5 tới 6 em và có một cô bảo mẫu ở đây. Những cái dãy này và cái dãy bên đây. Rồi ok, mình đang đứng ngay vị trí mái ấm mây ngàn. Mái ấm này hiện tại là có khoảng hơn 200 em bé mồ côi cũng như là các cụ già neo đơn và bị tâm thần. Thì vị trí ở đây thì nằm ngay Gò Dầu Tây Ninh nha, và cách Sài Gòn của mình là khoảng 70 cây. Đây, cái đường vào thì nó sẽ như vậy này, từ đường lớn vào cách đây khoảng 100 m thôi. Phía bên ngoài thì nếu mà mình đi từ Sài Gòn lên thì mình để ý bên tay trái thì nó sẽ có cái cổng ngoài mặt tiền quốc lộ 22. Đây, cái hướng vào ha, đi thẳng vào để trái là tới đây này. Thank you.
như là thời gian chuyển em là em có cá đi không được thôi. Có hai mấy đứa ở đây học hành ở chùa. Dạ bao nhiêu ạ? 22 em ạ, là từ 8 tuổi đến 16 tuổi. Dạ. Khoảng bao nhiêu người giúp ạ? Dạ, bên cô cụ là chỉ có 4 người thôi. Dạ, tất cả ở đây mình khoảng bao nhiêu cái người mẫu mẫu? Mẫu mẫu nuôi riêng là có 10 người mẫu mẫu ạ. Dạ, còn bên cụ là có 4 người. Còn ở dưới bếp phục vụ là có 6 người ạ. Đây, không bị những cụ như vậy. Chi phí là... Dạ, một tháng của mình luôn là tiền trả tiền cho nhân viên, mỗi nhân viên là 1 triệu rưỡi là 60, mà lên có khi là có tháng lên đến 65 thì có tháng là... Dạ, là tiền xăng mà để mình đỡ, để mình đưa bé đi học. Chứ là chở xe cấp cứu, chở cụ hoặc những người mà cần ở ngoài đời đó. Dạ, mà nổi trợ luôn là khoảng 5 mấy cái triệu tiền xăng. Dạ, còn tiền điện thì 2 mấy triệu đó. Mình luôn là một tháng như vậy bắt buộc phải có 120 triệu đó. Chi phí nhân đó thật sự thì biết. Dạ. Dạ, tắm rửa, nói chung là mấy phụ ở đây là tỷ tiền vệ sinh của một chỗ. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là nên có những lần tạo. Và mấy phụ ở đây là tính thương lợi. Dạ, như thế là dạ, ở Sài Gòn cũng thấy dạ, mọi người đây có một người có, một người có, nhà có, nhà tám có, nhà áo có, nè từ năm ra đúng cái mặt này. Dạ. Từ hiện đó thầy ơi. Dạ. Thì anh phụ trách về cái gì con nhóm? Đây, ở đây. À, con bỏ cái nhóm nhỏ, kia đang lớn hả? Giống như tổng quản á. Dạ, thầy bây giờ sẽ hỏi. Dạ. Xuống dưới cùng. Dạ, đúng rồi, Zalo với tôi biết. Thì trường hợp của bên mình là bé này với bé bên đây là hai bé bị bỏ lúc lớn á. Dạ, chỉ giúp được dạ, hai lần 7 năm nè. Dạ. Ở đây ngoài ngoài thực phẩm như quý phẩm á, mình có mong muốn mình thay đổi cái gì thêm phòng hay là cái gì ở đây không ạ? Nói chung là bây giờ còn muốn suy nghĩ là chỉ mong mẹ đủ để lo cho cùng bé sống bình thường. Bé thì đủ để cho nói chung là có được cái cơ hội đến trường, có cái trường học cũng như bao nhiêu em ở ngoài. Đủ điều kiện để lo thêm. Còn cụ thì giống như là khi mà ăn uống để mình đau là mình có khả năng đến được lo cho cụ. Dạ. Đến khi mà mất và thầy cũng phải lo. Thôi bây giờ chỉ có ba cái việc đó là chính là để giữ ổn định cái cuộc sống thôi chứ. Không có dám mong muốn là để thay đổi hay là sửa đổi trong mấy ống. Dạ. Dạ, tại vì... Nhưng bây giờ 41 em đi học để mà đóng tiền trường, để mà mua sách vở. Thầy biết không, nhiều khi phải là muốn giáo viên thì mà dạy tim. Dạ. Tại vì nếu mà không cho học, dạy tim thì bé không học lại. Dạ. Như kỳ rồi không có máy, không học online được, 11 em lớp 1 à, còn bò dạ. Theo lại á. Dạ. Dạ. Còn cụ thì nói chung là chỉ mong là cuộc sống của cụ là được thoải mái, được ăn uống rồi bệnh đau là cái kinh phí thì hỗ trợ cho cụ thôi. Dạ. Dạ. Còn mấy nhỏ nhỏ mà gõ lại giấy tờ sao ạ? À, có đi học hành được. À, khi mà bé mà bị bỏ ở mấy ấm là mình sẽ báo với lại xã để là trong vòng một tháng mà nếu không có người nhận lại là bé sẽ được cái phò của thầy. Yeah. Là nhập vô hộ khẩu, là đến lúc đó là mình sẽ làm giấy khai sinh lại. Yeah. Dạ, và cho bé được cấp sắp tới trường ạ. Còn như cụ thì khi cụ qua phần thì mình làm đám. Nhưng mà
bản ghi của Củ Chi, thắp hương thờ Củ Chi. Chứ còn ở Tây Ninh thì người ta không có nhận. Tại vì đa số phụ là không có giấy chứng minh gì không. Mà chỉ có đi với nhà bé thì không nói là bé thì có người còn như bên phụ không có đúng mà. Dạ. Chỉ có cái trại mà nằm chỗ nhưng mà cái cảng chỉ là có ra. Khi mà người ta nhiều người bị nằm lâu mà lỡ. Lỡ đi bệnh viện mà cái người mua bánh treo, cái người ở nhà cũng không có người. Liên tới nhiều thứ. Dạ. Mà đi làm bây giờ mỗi một người nhân viên người ta là chuyện chuyển quá hết. Dạ. Nên người ta làm nhiều. Mà trả nhiều quá thì mặc cảm ơn. Dạ. Này thường là cứu giúp đỡ hay cứu là cứu ngặt thôi, không phải cứu nghèo. Nhất mình phải nghĩ ra những cái phương án, những cái phương tiện để thêm cái thu nhập của mình ngoài thu nhập mạnh thường quân thì thường không có ổn định lúc này lúc kia. Dạ. Còn bé một cái mình lớn bé nói chung là nếu không cảm thấy là khi mà 14-15 tuổi đến đầu có khoảng dạ, dạ, có nhiều em dạ. Đang đi học tự bỏ ngang dạ em hiểu dạ. Rồi khi nào mà khó khăn hay là đụng gì nó quay lại dạ. Dạ. Nên được khi nó tạo một vấn đề. Còn những người đúng là người ta có sức khỏe, người ta làm rồi thì người ta có suy nghĩ khác. Nếu mà người ta không có ở lại đây để mà phục vụ lại cái mức lương nó quá thấp. Dạ, dạ em hiểu rồi. Dạ. Hay làm cũng là vì người ta làm vì tấm lòng nữa. Dạ. Dạ. Nhưng giờ thầy thấy nguyên cái khu nhỏ mỏng là chỉ có 5 cô là lớn tuổi. Dạ. Còn 5 cái khu trở lên đây là mấy bé này là cũng là tiểu. Mà bây giờ bé lớn là bé nghỉ học, chăm lại cho nhỏ. Nhưng mà bây giờ đâu có để cho bé chăm như vậy, phải tìm cho bé cái giống như là chó nhau này. Và lại thấy là mình phải bắt cái người để lo nữa rồi. Mà nếu để cho bé lo ở nhà trực tiếp thì vậy ngày sau nó không có tương lai. Dạ. Dạ, thầy tên là Lê Minh Đức. Lê còn bác danh là Thích Tịnh Khánh. Thích Tịnh Khánh. Dạ. Là phụ trách của mấy ấm với lại chùa. Thầy là chủ trì của Tịnh Khánh.